Một đôi loa Buxell quá đẹp các bạn. Chỉ tiếc là em nó bị rơi mất tem, không biết tên là gì. Quá đẹp luôn. Về chất âm thì em sẽ test ngay bây giờ cho bác nghe. Em đang đánh với chiếc âm đi đèn là đây, Oxy này, chiếc âm đi đèn PM50. Chiếc này có cổng quang, có cổng giải mã các bác nhé. Có Bluetooth, có USB. Có hai đèn vu. Nói chung là có cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop thoải mái. Em đang đánh với con đôi loa này. Đôi loa này đẹp lắm nhưng mà nó rơi mất tem, không biết nó là loa gì. Để cho bác 2 triệu 8, 2 triệu 8 đôi này. Đôi này chiều sâu của thùng 30. Chiều cao của thùng nó 30. Chiều ngang nó tầm 20 10, 19. Đấy. Đẹp lắm. Quá đẹp cho các bác này. Rồi. Để cho bác 2 triệu 8. Em nó không có tên, các bác tự đặt tên cho nó thôi. Còn về chất thì không thể chê được rồi. Chất thì em sẽ test cho các bác bây giờ. Đôi này thì đặt những căn phòng nhìn nó quá sang luôn. Cực kỳ sang trọng luôn. 2 triệu 8 một đôi có nhé, 2 triệu 8 đôi này. Dòng loa Buxell nó cũng chả Buxell đâu, nó là loa nhỡ rồi. Buxell thì nó chỉ bé tầm nhỏ này, nhỏ hơn thôi. Nhưng đây nó còn dòng loa nhỡ rồi chứ chả phải Buxell nữa. Sau đây em sẽ test chất lượng âm thanh cho các bác. Em sẽ test, báo cáo các bác là em chỉ test một vài bài thôi. Một vài bài nó không liên quan bản quyền em test thôi. Chứ còn nhiều bài nó liên quan bản quyền test nó vất lắm các bạn. Nó người ta gọi, người ta ý kiến nhiều cái nó khó lắm. Nghe. Sau đây mời các bác đến với bản test, em sẽ test này. Em test trực tiếp trên TV cho bác nhé. Ừ, chạy chưa? Có đẹp chưa bác luôn. Dây cắm vẫn là dây bình dân, chút nữa em sẽ quay chi tiết về dây cắm. Chiếc âm ly này là 3 triệu 9 ạ. Còn đây là loa TV đang kêu bác nhé. To này. Thank you.
hết chưa? Đấy, còn lại là loa tivi ạ. Đấy, được chưa các bác? Và cả các bác rồi. Đấy, lại loa tivi em tắt. Mức giá của em nó 2.800.000 đôi này. 2.800.000 em dán lên nhé. 2.800.000. Đây, tất cả dây loa này đều là dây bình dân hết. Dây bình dân tất cho các bác. Chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Em chào các bác ấy. Một đôi loa Buxell quá đẹp các bạn. Chỉ tiếc là em nó bị rơi mất tem, không có không biết tên là gì. Quá đẹp luôn. Về chất âm thì em sẽ test ngay bây giờ cho các bác nghe. Em đang đánh với chiếc âm ly đèn là đây, Oxy này, chiếc âm đèn PM50. Chiếc này có cổng quang, có cổng giải mã các bác nhé. Có Bluetooth, có USB. Có hai đèn vuông. Nói chung là có cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop thoải mái. Em đang đánh với con đôi loa này. Đôi loa này đẹp lắm nhưng mà nó rơi mất tem, không biết nó là loa gì. Để cho bác 2.800.000 đôi này. Đôi này chiều sâu của thùng 30, chiều cao của thùng nó 30, chiều ngang nó tầm 20 19. Đấy, đẹp lắm, quá đẹp cho các bác này. Rồi, để cho bác 2.800.000. Em nó không có tên, các bác tự đặt tên cho nó thôi. Còn về chất thì không thể chê được rồi. Chất thì em sẽ test cho các bác bây giờ. Đôi này thì đặt những căn phòng nhìn nó quá sang luôn, cực kỳ sang trọng. 2.800.000 một đôi có nhé. 2.800.000 đôi này. Dòng loa Buxell, nó cũng chả Buxell đâu, nó là loa nhỡ rồi. Buxell thì nó chỉ bé tầm nhỏ này, nhỏ hơn thôi. Nhưng đây nó còn dòng loa nhỡ rồi, chứ chả phải Buxell nữa. Sau đây em sẽ test chất lượng âm thanh cho các bác. Em sẽ test, báo cáo các bác là em chỉ test một vài bài thôi. Một vài bài nó không liên quan bản quyền em test thôi. Chứ còn nhiều bài nó liên quan bản quyền, test nó vất lắm các bạn. Nó, người ta gọi, người ta ý kiến nhiều cái nó khó lắm. Nghe. Sau đây mời các bác đến với bản test, em sẽ test này. Em test trực tiếp trên TV cho bác nhé. Chạy chưa? Có đẹp chưa bác luôn. Dây cắm vẫn là dây bình dân, chút nữa em sẽ quay chi tiết về dây cắm. Chiếc âm ly này là 3.900.000 ạ. Còn đây là loa TV đang kêu bác nhé. To này. Yeah.
đấy, nghe chưa? Đấy, còn lại là loa tivi ạ. Đấy, được chưa các bác? Và các bác rồi. Đấy, lại loa tivi em tắt. Mức giá của em nó 2.800.000 đôi này. 2.800.000 em dán lên nhé, 2.800.000. Đây, tất cả dây loa này đều là dây bình dân hết. Dây bình dân tất cho các bác, chưa? Hoặc là có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Em chào các bác nhé.